Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Video này mình giới thiệu đến các bạn một con côn trùng với hình thù rất là ngộ nghĩnh nha. Đây là một con xén tóc mình mới bắt được ở trong nhà, và bây giờ mình đã đem nó thả ra cây nha, cho nó về với môi trường tự nhiên. Con xén tóc này nhìn hình dạng thì rất là đáng sợ nha, nhưng mà chúng vô cùng hiền lành, không hề cắn người nha. Hình như nó đang gặm vỏ cây. Bây giờ thì nó đã khỏe hơn lúc mới lạc vào trong nhà rất là nhiều rồi, và bây giờ đang tìm cách leo lên một cái cây để đi tìm bông hoa để ăn này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.